Cha chú cơm hôm nay chơi nón đẹp quá ta, mới cạo đầu không già hay gì vậy? Nghe không, nghe không? Nghe 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 Ủa sao cái này nó không có micro mà nó nghe ta? nghe trời ơi, từ người ta đi làm chuyến du lịch về cái giọng của người ta nó sang sảng à, khỏi cần mi nó cũng có tiếng cũng âm thanh nữa. Thì ok, bên này trời bên này nó đổ tuyết, đang ì xèo đang đổ tuyết rập rập rộ rộ ngoài kia kìa. Cầm cái mỏ ra bố, cầm cái mỏ lại cái Hả? gì ra gõ cái rồi, cầm cái mỏ cái gì ra gõ cái cho nó giống ông thầy Lê Tùng Vân bon. Thôi bây giờ mấy cái chuyện mà con nói thì ví dụ thì để ta nói cho bạn nghe cái này nè, đáng lẽ tụi nó nói mà nó không biết nhục. Nó nói là cái cô hoa hậu gì đó mà lên hát Đỗ Thị trên sân khấu Hà. cô gái Đỗ Thị Hà, cô gái bóc trong hát Dạ. trên đất Mỹ mà lại tiêu diệt giặc Mỹ đúng không? Dạ. Dạ. Nhưng mà tao hỏi mày nghe là cái cô ấy có đăng quang không? Cô ấy đăng quang không Dạ. hay là cô không đăng quang? Cô ấy có đăng quang hay là không? Có nghĩa là cô ấy Chưa là chưa, đúng dạ. hoa hậu chưa hay là đang có Chưa, hả? đang thi bố. Đang thi Lọt vô thì vòng 13, lọt vô vòng 13 thí sinh rồi đó. đúng rồi, tất nhiên là có một cái ban giám khảo họ không có chấp và không có chấp nhất gì cái chuyện đó cả đúng Ban không, có tổ nghĩa chức, là họ không nói để chung là ban tổ họ ban chức tổ luôn, chức họ không không có để ý tới cái vụ đó đúng và rồi người ta chỉ biết là chắc đẹp và tài năng đúng rồi đúng không, thì cái đó là một cú vả vào mặt mấy người đó mà mấy người đó không biết nhục. Mày tôi nói cho mày nghe không, nếu trường hợp mà cô này mà đậu hoa hậu nữa là càng đụng với lại giống như là một cái búa tạ đập vào đầu họ. Mà cái rồi chuyện đúng không, cái chuyện bình đúng thường rồi thì mình không nói cái chuyện nữa, mà cái chuyện đó nó quá tầm phào, bởi vì thường thường bây giờ tôi nói cho mày nghe, những người bên đó mà bất đồng chính kiến với mình họ tìm đủ mọi cách đủ lý do để mà họ làm họ hạ nhục quốc gia mình, nói thẳng là như vậy. Thôi bỏ vụ đi, thì ta muốn nói về chút xíu về đường quốc ca, thì hôm nay Dạ. cũng nghe được thông báo là coi như là sau này những cái trận đấu có Việt Nam đăng quang thì không có cắt cái lời quốc ca nữa, nhưng mà đối với tao tao chưa có thỏa mãn, tao chưa có bằng lòng, là bởi Dạ. vì ta đặt được hợp ví dụ nha, ở những trận đấu bình thường của quốc gia đối nước ngoài là không cắt, rất là bình thường. Một cái điểm đó thôi thì tao thấy tao nó hơi bức xúc, là cái chỗ này đặt trường hợp ví dụ như lễ tang của cố đại tướng Võ Nguyên Giáp cũng bị cắt, tao cũng chưa hài lòng. Rõ ràng cái đó là không phải là vậy mà tao muốn là vậy, cái quốc ca là bất khả xâm phạm. Bất khả xâm phạm là gì, có nghĩa ví dụ như là một cái lễ chào cờ của học sinh cũng là hát quốc ca đúng không, thì ví dụ thì có những cái đứa nào mà hôm đó nó có một cái chuyện gì, một cái sự kiện trọng đại của trường thì nó đem lên nó post lên trên YouTube nó cũng cắt, Rồi. vậy là không được, vậy là tao không không chịu. Có nghĩa là tao muốn nói là cái điều là phải thả lỏng 100% người dân tùy nghi sử dụng cái quốc ca này. Nó có một cái điều là càng phổ biến cho càng nhiều thì lợi ích nước nhà là càng tốt chừng ấy, từ lớp trẻ cho đến lớp lớn, từ lớp già cho đến những cái chuyện mà ví dụ như cơ quan buổi sáng thứ hai, ví dụ như thường thường buổi sáng thứ hai chào cờ, hoặc là nó cũng là có những cái chuyện mà ngoài xã hội, ví dụ như ở trường học, công ty, công sở, khánh thành, nói chung là doanh nghiệp các cái đó, thường thường nếu mà những doanh nghiệp được của nhà nước thì phải chào cờ, ví dụ như nó post trên cái nền tảng của Facebook, của YouTube nó lại YouTube. cắt tiếp tục, có nghĩa thí dụ là vậy thì tao cũng chưa hài lòng, có nghĩa là không được, chỉ có một mình người thể thao không là không được, nói vậy không được. Anh đại diện sắc đẹp anh đi thi quốc tế mà trước khi anh đi anh hát quốc ca đủ nó cũng cấm luôn, đủ mới vậy là không được, có nghĩa là đối với tao tôi chưa thỏa mãn, đối với tao chưa thỏa mãn, có nghĩa là tao muốn nói là cái điều này nó phải bỏ ngoài cái vấn đề đó. Anh làm gì anh làm nhưng mà anh không được quyền xâm phạm vào cái bài đó, bởi vì cái bài nó nhắc nhắc lại là cái bài đó là cái bài của toàn dân, bài của toàn 97 gần 100 triệu dân, cái nó không phải riêng qua riêng ai. Thành ra đặc biệt anh muốn làm gì anh làm, nhưng mà đặc biệt cái bài đó là không được quyền xâm phạm, chứ đừng có nói gì chi mà được quyền cấm nữa, nó thì không được quyền xâm phạm, nói như vậy cho mày hiểu. Ở đây tao chưa thỏa mãn, chỉ có một thể thao thôi à, nó chả kỳ vậy. Bây giờ đặt trường hợp thí dụ như mà có chuyện gì trọng đại của quốc hội hoặc là của gì nước họp
trước khi là bàn giao hay có chuyện gì đại khái vậy, rồi người ta post lên YouTube lại làm lên làm tin thời sự đủ cái nó cũng cắt luôn à. Chỉ ngoài ra chỉ có cái vụ mà đụng thể thao thôi à. Mình đòi hỏi đây là mình đòi hỏi toàn bộ chứ không phải là vấn đề thể thao riêng. Nay nó nói rằng thấy không? Thì là tao chưa thỏa mãn và tao chưa hài lòng. Tao chỉ nói là cái điều này, bỏ đi loại tất cả những cái gì dính líu tới bà Muka là tao mới chịu. Ok. Mày hiểu tao nói không? Khi có cái chuyện có bộ thì hồi sáng này cái có một cái thông báo của bên bộ văn hóa thông tin và du lịch đó. Họ cũng nói rất là rõ ràng rồi. Thì cái chuyện đó là tức là vấn đề đó là không ai được quyền xâm phạm nữa. Thể thao thôi. Người ta chỉ đề cập vấn đề thể thao mà thôi, không đề cập tất cả các chuyện khác. Có để lát để con kiếm lại bố cứ nói đi lát con kiếm bạn con đọc con thông báo cho mọi người cùng nghe. Bố cứ nói đi. Loại ra tất cả những cái gì dính líu tới cái bài đó là phải bỏ cho tất cả, bởi vì cái bài tao nhắc được là cái bài đó là của 100 triệu dân Việt Nam chứ không phải bất cứ một cá nhân nào và không được quyền xâm phạm. Đúng rồi. Mày hiểu tao nói không? Cái này cũng giống như kiểu như tao vô nhà mày tự thấy cái bàn thờ ông già mày ông nội ông cố mày đi rồi xong tôi dỡ bàn thờ mình tên tôi dục ra ngoài đường. Tao là khách lạ, tao vô vậy thì cái sự tức tố của người dân nó cũng giống y chang vậy. Tao vô nhà mày tôi dỡ bàn thờ mình tôi dục ra ngoài đường. Mày chịu không? Thành ra đối với tao bố cứ chia sẻ. Dạ. Yeah. Rồi. Thì cái chuyện đó thì tao chỉ nói một tiếng nói vậy thôi, còn cái chuyện ra ba cái chuyện từ xưa giờ nó cứ lặp đi lặp lại qua cái chuyện chống phá thì thằng này cái chuyện nó riết rồi mình làm gì mình nó ngây cù nhừa rồi nó chẳng đi tới đâu cả và họ giống như kiểu như một cái cơn mà con người ta mà sống ngoài biển khơi mà lọt xuống biển thì gần chết đuối rồi cho nên ra họ hấp hối cho nên nó bày quơ vào được cái khúc cây nào thì cầm cái khúc cây đó thôi chứ cái miễn sao mà nó nổi lên bờ được rồi để tìm sự sống thôi mình không có quan tâm cái chuyện đó nữa con. Là bởi vì thẳng này là chẳng có cái gì gọi là lung lay được với lại người dân Việt Nam đâu. Mình xem qua những cái sự kiện sau này mà thấy rõ ràng mình nói một cách công tâm như vậy là phải biết từ xưa cách đây khoảng 30 năm về trước thì cái lực lượng mà chống Việt Nam mình rất là hùng hậu ở Việt Nam, ở nước ngoài, ở hải ngoại trong tất cả các quốc gia từ Canada cho đến Mỹ mà Mỹ là một cái đầu đàn bây giờ vì đủ thứ rồi nhưng mà những năm gần đây con thấy nó từ từ nó càng xẹp lần cái giống như cái bong bóng mà nó xì hơi mày xác định cái gì đó đúng không, nó không có phát triển mà nó xẹp lần là bởi vì sao càng ngày cái người dân Việt Nam mình thấu hiểu được cái điều đó. Và ở đây thì tao cũng đã từng nói mày rồi, tao là người già, mày là người con, tao không phải là người trong nước mà mày cũng không phải là người đáng kiến, tức là mày vẫn có là người con cho nên vì đó ra. Nhưng mà vì sao mày lên mày phản ứng, mày làm vì sao mày lên mày mở diễn đàn để mà chống lại, bởi vì sao đất nước chúng ta đang thanh bình, chúng ta đang làm ăn, chúng ta đang phát triển và tất cả những cái quá khứ họ đều đối với tao mất mẹ hết rồi, 50 năm nửa thế kỷ rồi con, đâu phải là mới một ngày một bữa đâu mà còn hận thù đúng không? Mà hầu như tất cả mọi người trên thế giới và tất cả mình ta không có nói dân nha, ta nói lãnh tụ á, họ đều bắt tay làm ăn với Việt Nam một cách hài hòa, kể cả Nhật, kể cả Mỹ, kể cả kẻ thù chúng ta trong đời xưa thập tháp cũng vậy. Thì có cái lý do gì mà mình phải mang cái sự gọi là quá khứ mà nặng nề trong bụng rồi mà bây giờ thiệt mày đi biểu tình giống như kỹ rồi kỳ rồi mà có ai mà nói Trần Quốc Thiên bớt cái vụ mà ở trong nhà, ở trong tòa lãnh sự thì đang ăn uống mà ông bà này biểu tình bao nhiêu người, năm 10 người. Ôi trời, nó coi nó thê thảm, nó thảm hại sao nó thiệt mày, thà không ra thôi ra, chán lắm. Thế mình nói ra thì tao không chống bán ai, tao không đã phá bất cứ một tổ chức đoàn kết nào ở ngoài cả. Nhưng mà tao muốn nói cái điều này, tao là người thực dụng, cho nên vì ra tao muốn tôn trọng sự thật. Cái gì sự thật thì nói, đánh phá mà không có cơ sở giống như kiểu như Nguyễn Văn Đài rồi cái gì người buôn gió gì bên Đức và xuyên tạc thì cái xe bị bắt là thấy lố bịch phải không, lớn cả rồi à. Nó thẳng là lớn cả rồi, không còn con nít nữa, cho nên ra chúng ta phải nhìn nhận cái này sự thật, nhìn nhận cái điều đất nước mình như thế nào. Thậm chí tao kỳ rồi bố đi du lịch á, gặp toàn là những người gạo cội đây là ngày xưa có gốc có gác cũng có những anh, nhưng mà thực rõ ràng mình thấy chưa. Họ rất ư là có tâm với đất nước và một lòng hướng về đất nước tất cả. Cái đó nó nói lên cái điều gì? Là càng ngày những người nghĩ về đất nước càng nhiều
những người yêu đất nước quê hương mình càng nhiều. Bởi vì có một câu mà câu hát trong bài hát, cái gì tất cả mà không người không ở ngoài nước ngoài mà không yêu đất nước thì giống như kiểu như cái cây mà nó cái đất này gì đó quên mẹ tên rồi. Nó một cách khác hay chăng nữa là những người đất nước Việt Nam mình, những người mà yêu đất nước Việt Nam mình rất là nhiều, hầu như những người kiều bào ở nước ngoài họ là có như 80-90% trong ít đâu, nhưng còn một phần tử một số ít thôi, chỉ còn một số ít họ vì cay cú, họ vì thù hận đè nặng cho họ. Nhưng mà tôi nói cho mày nghe, những người như vậy sống không có thọ là bởi vì sao? Họ ôm cái sự quẫn quốc, có nghĩa là họ cứ mang vào trong người họ những cái lòng hận thù, coi như là cái lòng hận thù, thành ra họ không có thọ đâu. Tối ngày cứ suy nghĩ làm cách nào bôi xấu, làm cách nào mà để mà cho Việt Nam mình lụng bại. Nhưng mà lụng bại làm sao được, trời đất ơi, cái bánh xe lịch sử nó lăn mà làm sao mà cản lại được, không làm sao cản lại được cả. Họ không hiểu được, họ không hiểu tự lượng sức mình, nó là một cách nôm na như vậy đó. Thì muốn nói cho nghe cái điều này, thì cái này mà tao bức xúc về cái vụ mà bài quốc ca thì cũng tao cũng chưa hài lòng lắm. Cái thứ hai nữa là tao muốn nói mày cái điều này là lè què bà cầm móng, mà lè qua bà móng đồ mới ngồi để chống Việt Nam mình thiệt mày chẳng cái đám ôn đám ấy gì. Không có đáng để mình quan tâm, thẳng là không quan tâm. Mà biết toàn là gió bồn mà không, mà thấy không? Đứa nào với mấy hâm tao mà ngon quá cà ly đi, ngon quá cà ly đi. Tao mà gặp ở ngoài những cái đủ mà tao đi từ Nam chí Bắc đủ, tao đi tùm lum tà la chỗ nào tao đi, thậm chí tao tới đủ ngay cái chỗ khu huấn luyện hải quân người Nhái, rồi xong tao đi tới lò nguyên tử hạt nhân của Mỹ, rồi đi xuống tàu ngầm, rồi đi xuống điệu mà để thắt hạm đội đủ điệu cái gì cái hạm đội USS Midway rồi đó, ai lại đi đâu. Có nghĩa là nói thì nói như vậy thôi, nhưng thực chất người dân ở bên đây họ rất là yêu chuộng hòa bình, chỉ có những phần tử cực đoan thôi. Đó là thôi, chứ thực chất tôi đi ăn phở rồi mình thấy rõ ràng không, có những cái bàn nhạc là nói một cách khác, như người mà người Việt ở Cali cũng rất là dễ thương, là bởi vì không có ai mà nghĩ tới chuyện vậy đâu, không ai nghĩ chuyện gì đâu. Chứ mình thấy rõ ràng tao ngồi với một cái bàn mà những người mà hồi xưa thì nó chưa biết mặt mà chưa biết tên trên cái không gian mạng này, mà thấy đông những người làm mặt mà thấy không, mà đâu phải là người làm mặt đâu. Còn lần này ông bác sĩ Tuấn, bác sĩ Nhơn, rồi ông đại quý Thị Quỳnh Lục Chiến nè, nói chung là tất cả họ rất là yêu quê hương mình, nhưng có điều họ không nói. Thì tao qua thì mấy người gặp mấy người kia rối rít bắt tay, trời ơi bữa nay tôi không biết anh từ Venezuela anh qua anh thăm tụi tôi này kia, là tao ớ ra tao nói ờ vậy hả, rồi bạn tao biết là anh nói những cái điều mà tôi không nói được, tao riết rồi mà vui lắm, mà thấy thương lắm, ai cũng ôm tao cứ nhắc này kia, mà thấy mấy ông già không râu ria xồm xàm rồi kia nói gì vậy cho mày hiểu rằng mà đánh một cái tham khảo thì mình thấy hầu như tất cả mọi người dân ở Tây ai cũng yêu Việt Nam cả, chứ không đi. Bởi vì sao? Tao nói mày rồi, tất cả mọi người dân ở trên mọi miền đất nước của Mỹ này, không ít thì nhiều, ai cũng có là người thân ở Việt Nam cả. Không có ai không có hết trơn á, đúng không? Một người ở Mỹ thì tệ lắm, phải có 10 người người thân ở đó. Không vợ cũng chồng, không bà con thì cũng anh em, không ba em thì cũng chú bác, không làm sao không có được. Thì tất cả những cái tin tức của Việt Nam mình hầu như họ nắm được hết cả, từ phát triển cầu xá đường trạm sao là họ rành lắm. Thành ra nhiều khi tao biết tao không thành nói, và người ta cũng không, người ta có nhiều người mấy triệu dân ở bên này, người ta đâu có lên mạng làm cái gì, tao làm tao ăn chết mẹ luôn, tao hơi sức đâu mà đi lên mạng. Chỉ có thứ ăn không ngồi rồi thất nghiệp, rồi ăn qua phê, rồi không có tiền, rồi các cái thì đủ ngồi sủa cào phím thì thật ra có ai đâu mà hết. Ta đi từ thủ phủ của San Jose rồi San Diego rồi để xem không, ta đi vô chợ ngay chỗ cái chợ của cái ta đi tỉnh bơ, ta đi mua đồ ăn, ta đi mua khô bò, ta ăn ta uống, chẳng đâu có là ai làm gì đâu, không ai để ý tới mình đâu. Chinatown thì cũng giống không cho tao đâu, chỗ thủ phủ của người Việt mình đó chứ. Chỗ mà tao chụp cái hình độ mà đưa cái tay Lido Sài Gòn coi chừng coi chừng coi chừng bị đập xe đúng không? Ý tao muốn nói là cái điều này là chỉ một mình ở trong nước thì mình tưởng trời ơi được má tụi nhiều lắm, ngàn quân đông như quân nguyên, không phải lè quẹt cái mấy móng nè,
đúng rồi. Mình thấy không? Tôi nhắc vụ này tao bị nhắc giỏi lắm được cái mùi đủ đúng không đúng không bố gầm giỏi lắm được có ba que chứ nhiêu đúng rồi. Ê mày đừng có nhắc đụng mà mày chửi tao mày mày chửi tao mày đụng. Tao cũng là ba que nè, ba que chính hiệu chứ đâu phải ba que dởm đâu. Ủa, thấy chưa? Vậy là mấy kia có hai que tám hả? Hoàng Yến nó nhắc cái vụ này ở quê hương, mấy ai không nhớ thì không nhớ, người ai không nhớ con rõ ràng tức tư nhớ nước mắm. Mà là tao có một câu rất là vui nè, em tao nói cho mày nghe, tao câu này vui nè. Bây giờ mấy ông nào mà chống cộng cực đoan cực khét tiếng, khét tiếng nghe, ví dụ như là Ngô Kỷ, Phan Kỳ Nhân, Vũ Bình Trưởng, hỏi mấy ông trong nhà ông có chạy nước mắm không? Từng nào không có chai nước mắm thì đủ, mà tao mới nói chuyện, còn có chai nước mắm thôi, mày cũng giống như tao thôi, đủ. Tào lao, bi nào, đúng không? Đủ, chuyện nào mày không, trong nhà mày mà không ăn nước mắm á, thì mày phải nói chuyện. Đủ, còn mới nước mắm, còn ăn nước mắm á, hả? Là đủ, mấy là còn, đủ, mấy còn bản chất, máu mày cũng là máu Việt Nam, đúng không? Đủ, tào lao, tao coi, tao khinh mấy người đó, tao không thèm. Bởi vì sao? Anh thù hận cái mà anh không có. Có nghĩa là anh thù hận vu vơ. Rõ ràng mấy ông đó bị đối chất cái tao, tao nói thẳng, tao hỏi ông mấy câu thôi là đủ, mấy ông ức cứng họng rồi. Cũng một cái bài mà ông thôi, tao chưa giải quyết đâu. Tao đưa mấy cái hình ảnh mà ngày xưa chính là Việt Nam mình thê lương đủ, mà nó bắt Việt Cộng sao, nó đập sao, nó giết sao, mỗi ngày sao, chặt đầu sao, nó bắn giết sao, tạo giá cho mình. Tao hỏi gì? Tao yêu cầu mày đưa ngược lại những bức hình đó cho tao. Cái này nó có sách, nó có chứng đàng hoàng, có tư liệu, có hình ảnh đàng hoàng. Bây giờ mày làm ơn mày đưa ngược lại để mà nói là cộng sản ấy, mày đưa đi rồi tao mới nói chuyện với mày. Mày không đưa được là mày chích cút, đúng không? Mày có con mẹ đâu đưa, làm gì có mà bưa đưa, chỉ bao nhiêu không là chết mẹ rồi, đủ chết đó. Có bao nhiêu không là tụi nó cứng họng rồi, đâu mà chỉ cái nào mà về với cộng đàn ác đâu. Nhưng mà tao chỉ Mỹ đi cái đàn ác này. Mày coi nè, mày coi đi ra ngoài quà nè, mày coi lính đại hàng nè, có bằng chứng nè, có xác chết nè. Có nó coi lưỡi đằng ra đây nè, đúng không? Thì là nó chết mẹ rồi, còn gì đâu mà cãi. Là có đọc cái thông báo này để cho có đọc cái thông báo này để cho mọi người nắm nè, để biết vấn đề để khỏi thắc mắc nữa, là của thông tin từ chính phủ luôn. Sáng 7 tháng 12, lãnh đạo Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch đã làm việc với các cơ quan liên quan về sự cố doanh nghiệp ngắt âm thanh quốc ca Việt Nam trong trận đấu giữa đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Lào trong khuôn khổ AFF Cup 2020 ngày 6 tháng 12 năm 2021 trên một số nền tảng số trái quy định pháp luật. Về việc này, Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch có ý kiến chính thức như sau. Ca khúc Tiến quân ca là quốc ca của Việt Nam. Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch có trách nhiệm thực hiện chức năng quản lý nhà nước và phải thực hiện các biện pháp cần thiết gìn giữ phát huy giá trị quốc gia. Rồi cái đoạn sau này mới quan trọng nè. Pháp luật của Việt Nam quy định nghiêm cấm bất kỳ tổ chức cá nhân nào dưới bất kỳ hình thức nào có hành vi ngăn chặn, cản trở việc phổ biến tác phẩm này một cách trực tiếp hay gián tiếp, bao gồm trên mạng. Theo quy định pháp luật, Bộ Văn hóa Thông tin Du lịch yêu cầu tất cả các cá nhân, tổ chức thực hiện nghiêm, không được có bất kỳ hành vi nào ngăn chặn việc phổ biến quốc ca Việt Nam. Đó, tức là một cái thông báo rất là rõ ràng. Như cái nỗi cái sự băn khoăn của chú Cầm hồi nãy về vấn đề là lỡ sau này thế nào đó, mà họ đã nêu rất là rõ, kể cả trên cái không gian mạng luôn. Nha. Thì tin rằng là cứ yên tâm đi mọi người, cứ yên tâm thì chuyện này sẽ làm đến nơi đến chốn chứ tao chưa tin mày. Không êm đâu. Tao chưa tin mày. Chào Phúc Hữu nha. Không cho tao phở. Tao chưa ăn phở mà nó hỏi phở này ngon không là tao không chịu. Đủ phải ăn là mới biết ngon hay là không ngon chứ. Thấy không? Thì ok, nó là vậy đó, thì tao lên tao bức xúc đó, tao cái vụ mà đó, tao chỉ nói là tại vì nãy tao đọc sơ sát rồi tao nói là rượu mà tại làm sao chỉ có cái trận thể thao không, còn mấy cái vụ kia thì nó không nói ta. Kỳ vậy. Bởi vì tao nói không, tao nói mày, không tức là cái bố phải hiểu, chú cần phải hiểu cái đoạn đó là vậy, tức là cái chuyện nào họ thông báo rõ ra cái chuyện đó, tức là riêng về cái mạng đó thì họ thông báo như vậy, còn những cái tổng thể thì họ vẫn có một cái thông báo chính thức riêng
từng ban ngành họ có một cái quy trình họ làm việc rất là khác nhau. Tao cũng chưa tin mày, chưa ăn chưa tin, ăn rồi mới biết ngon. Không tin thì ngồi đó kìa, anh Sư anh kêu kìa, không tin, không tin thì cứ ngồi đó. Rồi chứ tao ngồi hoài, tao ngồi tao không xuống mày làm gì tao. Tao ngồi hoài tao không xuống làm gì mày làm gì tao, sao mày lên được. Chiếm sân rồi đúng không? Bây giờ mình là chiếm sân, mình làm chủ sân đó. Rồi còn xuống hay không là mình ra đúng khỏi rồi. Sân hay không là quyền của mình đúng không? Đúng rồi, cho mày chết, cho mày chết, cho mày chết đó. Đó thì thầy hy vọng là cái này, cái lời nguyện vọng của tao, tao không đại diện cho ai cả, mà tao chỉ là một người nước ngoài, công dân của Việt Nam ở nước ngoài. Hy vọng là cái điều đó nó đúng là sự thật, thì tất cả mọi người đều vui. Là bởi vì tao nói cho mày nghe này, không bất ở trên thế giới này không có một cái quốc gia nào mà được quyền cấm, nó cấm cái quốc ca của nước họ, kể cả Mỹ cũng vậy nữa. Mày ngồi mày cấm đi, tụi mày mang quyền đi cho thế, có nào là lễ độ. Có báo cáo, báo cáo quốc ca Mỹ luôn, có. Ủa chơi gì mà đọc chứ. Có, để con bổ sung cho coi, bổ sung cho coi. Ủa đừng có giỡn, đâu rồi cái hình đó, đâu rồi ta, từ từ chờ chút, chờ chút, mọi người chờ chút. Có, mấy thằng, tức là thực ra là tụi nó lợi dụng vào cái bản quyền của YouTube thôi, chứ còn luật sở hữu trí tuệ thì ok, rất là hoan nghênh. Nhưng mà chúng ta cũng nên hiểu là YouTube là một cái nền tảng khác, là một cái nền tảng khác đúng không? Và YouTube họ có một cái quyền riêng rồi, thì những cái tay này nó lợi dụng vào cái chuyện đó. Đâu rồi ta, cái hình chiều con có lưu về trong trong đây mà sao nó kiếm không ra, kiếm ra để mai kiếm đi. Rồi vô ra đây ta cho tụi mày coi tuyết mùa đông. Thấy trắng trời chưa? Khoe tuyết, khoe tuyết đó. Đó, tuyết mùa đông nó đang rơi thì ok. Thì bữa nay nó là bữa nay thì nó không có lạnh, để tao nói mày ở đây bên này mà nó lạnh quá đó thì nó lại không xuống tuyết. Có nghĩa là nó chỉ lạnh vừa phải, hôm nay như 30 mấy độ thì nó mới lạnh, còn hôm qua nó lạnh quá, hôm qua tới còn có 10 mấy độ à, còn 60 độ, mà nó âm, coi thì nó âm, nó tính độ C nó âm 14, cho nên ra nó không có đổ tuyết được, bữa nay nó đổ tuyết. Thì ok, thì tao lên tao có mấy lời như vậy thôi. Em mày nhớ đừng cho Tây Nguyên nó lên nha, nó lên rượu, nó tắt nó rượu qua. Bây giờ hôm trước là má nó tăng số lượng sầu riêng lên cho nó chết cha luôn, rượu má cho nó ngọt thở nó chết luôn. Ok, quỷ sứ. Ok. Ok, cảm ơn chú Cầm.